chuyển ra Liên Xô rồi, nhưng mà nó bóc mất cái lớp ấy rồi. Chẳng ai người ta muốn làm cho. Ừ, nó bóc mất cái lớp bám ấy, thầy bố không biết đâu, mà thầy một số bác quan cái là kỹ sư ấy, bác mà nó bóc mất cái lớp bám, đồng cái lớp bám bây giờ giải nhựa lên nó không bám, nó cứ lệch đi, mà đổ bê tông nữa thì nó nặng. Đi trông chán chưa? Cẩn thận nhé. Kia nó phải gom ren lên. Ừ. Câu là nó phải 2 phần mấy km, gần 3 km. Nó trông thật chứ, thật khủng khiếp. Nhưng bố nghĩ nó làm xong hai cái đường, cái đường vành đai 3 ấy, ở hai phía này này, thì nó chắc phải sửa lại cái cầu này. Không là nó nút cổ trai ngay. Đường kia đang chạy tốc độ 80%, qua đây là chạy 20-30 này. Bây giờ cái cầu Nhật Tân, cái cầu thậm chí cầu Vĩnh Tuy của mình làm còn đẹp hơn. Tuy cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân là hơn đất cầu này. Cầu này có khi còn thua cả cầu Trương Dương. Thua. Cầu Trương Dương chạy vẫn êm hơn nhiều. Vâng. Cầu Đông Trù nó cũng chạy tốt hơn. Ngày xưa chạy không bị như này. Ngày xưa. Ờ, đây ngày xưa nó phẳng đi như này. Chạy thích lắm. 80-90 km. Chạy lên sân bay mà. Ngày xưa đi sân bay chính là cầu này. Vâng. Lên cái cầu Trương Dương. Hai cầu bây giờ gì cũng chẳng. Bây giờ toàn cờ xe tải đi đường này. Nhưng mỗi cái cầu này là cầu của Vành Đai 3 thì nó toàn xe tải hết. Nó càng hỏng cầu. Lo lắng lắm, chưa kinh nghiệm. Cầu cống
làm với họ xong một cái là mình bắt chước được, mình học được cái là làm ngon hơn không? Gọi bố nghe thoải mái, nhưng mà các con thì